Các bạn ơi, Xu Hà phát hiện ra một điều kỳ bí trong căn phòng này. Mặc dù căn phòng rất là kín và không có quạt, cửa đây thì đóng hết nha. Nhưng không hiểu tại sao mà khi Xu Hà thả quả bóng này á, thì quả bóng này nó lại chạy nè. Đây, Xu Hà thả cho các bạn xem nhá. Đó, giống như là có một lực từ trường vậy các bạn ơi. Trời ơi, ghê quá. Từ với trẻ trường, anh nghĩ sao anh? Đây cái điều hòa đây, thả quả bóng ra tất nhiên nó sẽ bay rồi. Cho anh hỏi mà. Ủa, vậy hả? Thì ra là thế.